anh thiếu niên thân mến. Lời nói đầu tiên tôi xin thay mặt Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Gạch Giá, Chi hội Hội gạo tình thương phường Gạch Tỏi, các nhà mạnh thường quân, nhà hảo tâm, ông Hứa Chí Nhiêu và bà Võ Thị Huệ và bà con kiều bào đang định cư tại nước Úc, cùng các mạnh thường quân, anh chị em tiểu thương phường Gạch Tỏi và các bạn tình nguyện viên, gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị đại biểu đại diện chính quyền địa phương cùng toàn thể bà con có mặt ngày hôm nay. Kính thưa bà con, đến chúng tôi lễ tặng quà cho bà con có hoàn cảnh nghèo khó khăn và học sinh nghèo, chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp và xin phép được giới thiệu ông Lý Thành Công, thay mặt cho bà con địa phương đề nghị chúng ta vỗ tay quân dân chung. Về phía Hội chợ bệnh nhân nghèo thành phố Gạch Giá, dư hội hỗ trợ tình thương, thay mặt nhà tài trợ đi cùng đoàn, ông Trịnh Văn Long đề nghị chúng ta vỗ tay quân dân chung. Đi cùng đoàn, ông Phạm Hoàng Vũ đề nghị chúng ta vỗ tay quân dân chung. Bà Lưu Thị Mì đi cùng đoàn cùng ông Châu Phi Tuồng đề nghị chúng ta vỗ tay. Đi cùng đoàn ông Phạm Văn Kiệt và bà Lưu Thị Húng đề nghị chúng ta vỗ tay. Và đồng bào, bà con, nhân dân trong xã cùng các bạn trẻ thanh thiếu niên đề nghị chúng ta hoan nghênh một lần nữa. Thưa quý vị kính mến, bao ngàn đời nay người Việt Nam luôn là những người giàu lòng nhân ái, với câu thành ngữ truyền khẩu cho nhau lá lành đùm lá rách. Chỉ có sự yêu thương hỗ trợ lẫn nhau của những nhà hảo tâm trong cộng đồng xã hội, và đặc biệt hơn là những người đến với nhau bằng tấm lòng từ bi để giúp đỡ nhau, chia sẻ nỗi khổ cho nhau, đó là nét đẹp truyền thống của người Việt Nam. Thưa quý vị, tuổi trẻ là niềm hy vọng, là lời hứa hẹn của nhân loại tương lai. Vì vậy chúng ta cần xem tuổi trẻ học sinh như một chìa khóa và cánh cửa vận mệnh tương lai của chúng ta, tương lai của các em cũng là tương lai của đất nước. Thưa tất cả bà con đã có mặt tại nơi đây, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang, Chi hội Hỗ gạo tình thương phường Gạch Tỏi cùng các nhà mạnh thường quân, các nhà hảo tâm gần xa trong và ngoài nước và các bạn tình nguyện viên muốn góp phần giảm bớt khó khăn thiếu thốn để mang lại niềm vui và tiếp bên thường sống cho mảnh đời còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là các em học sinh ở vùng sâu vùng xa, việc đi lại đến trường gặp rất nhiều khó khăn. Thưa bà con thân mến, sau thời gian đi khảo sát thực tế nhiều nơi, xã, huyện trong tỉnh, chúng tôi quyết định chọn khu phố 6, phường An Bình, thành phố Gạch Giá, trao tặng 60 phần quà cho bà con nghèo, nhà tài trợ ông bà Hứa Chí Nhiêu và bà Võ Thị Huệ. Chị Kiều Úc vận động đồng tài trợ chương trình, một phần quà gồm có 15 cái gạo, một thùng mì, bánh ngọt, một chai nước tương, nước mắm, dầu ăn, bột ngọt, xà bông, đường cát và vân vân. Để trao những phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh nghèo cặp da và xe đạp, thưa bà con, món quà tuy nhỏ vật chất và tất cả tấm lòng của nhà hảo tâm, bà con kiều bào, anh chị em tiểu thương phường Gạch Tỏi cùng các bạn tình nguyện viên gửi đến cho bà con, mong bà con quan hỷ mà đón nhận. Cuối cùng xin chúc cho bà con gặp thoát khỏi nghèo và vượt khỏi nhiều khó khăn. Tôi thay mặt cho bà con có hoàn cảnh nghèo cùng các bạn học sinh nghèo hiếu học chân thành cảm ơn đến tất cả mạnh thường quân và những tấm lòng nhà hảo tâm. Từ lâu, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang và Chi hội Hỗ gạo tình thương phường Gạch Tỏi danh dự được làm cầu nối tin cậy giữa các nhà mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đi đến nơi trao quà tận tay cho bà con có hoàn cảnh nghèo khó khăn trong vòng ngoài tỉnh. Cuối cùng, tôi xin thay mặt Chi hội cảm ơn chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho đoàn tổ chức buổi lễ phát quà cho bà con hôm nay. Chúc quý vị đại biểu, chúc tất cả mạnh thường quân, chúc toàn thể bà con năm mới vừa giàu sức khỏe, thành công, sẽ là gia công. Bây giờ vậy đi ngang, bây giờ bà con mình đứng xếp hàng qua bên đây một hàng đi rồi. Đủ rồi, đủ rồi. Rồi mình vô rồi đó rồi, gót vậy được rồi. Rồi mình vô rồi. Rồi rồi, tôi có hình vậy đi. Rồi, tôi dịnh vô, tôi dịnh vô. Rồi, tôi dịnh vô. Đi té luôn đi. Lên luôn hả? Nổi không? Nổi không? Mấy ông chết hoàng, họ chết hiểu. Tao sao hiểu. Trong người này anh. Đúng rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi, rồi, không đi. Rồi, 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 Đây nè, gạo bà đây. Của bà đi về đường này nè. Đây đây gạo của bà đây. Đợi nha. Đầu mình mới uống cho không có trả lại. Ừ, không có bà này nè, gạo của bà này nè. Đây nè. Con đứng. Đứng bên này đi, bên này vô qua đây vô phải. Không đi ra luôn đi, cũng phải ra luôn rồi đó, rồi vòng lại. Không thiếu phần gạo của bà. Con thiếu phần gạo của bà. Chạy hỗ trợ cho bà. Nhớ có bọc cho bọc nha. Không được, có người biết mới được. Chạy ra con theo. Rồi rồi đó. Đi. Cái này là cá nhân đôi lì xì ông uống cà phê rồi đi về đi. Rồi qua bên kia luôn. Cái cô này à, cái cô đó là hoài đâu. Đây. Cô đây. Không, em sẽ cho nhưng mà cho sao lại. Tại vì hôm nay em nói chị nghe là hôm nay là đã dự bị 60 phiếu rồi, chứ không có dư. Dư là em sẽ cho chị liền. Chị cứ về cho địa chỉ em đi, em hứa em sẽ lại cho chị. Nhà ông Sáu Đèo, nhà ông Sáu Đèo đâu, nhà ông Quân mà ngồi xe lăn. Ở khu có năm là chỗ nào ta? Xe lăn mới nãy cho 200 ngàn.
đằng đẳng là tôi cho số điện thoại mà cái gì ở đằng này luôn phải không? Đi lại đường này nè, có cái cầu á, khỏi nhà khúc nhạo sáu đèo á, khỏi nhà sáu đèo phải không? Khúc nhạo sáu đèo nó nhạo quên mà ngồi xe lăn á. Rồi ổng bệnh rồi, hai ngõ này mẹ bỏ nó rồi. Rồi rồi.